Một chút lịch sử. Người Lai vùng núi non nước trước kia là những hòn đảo ở ngoài biển khơi. Sau thời gian dài không biết chính xác bao nhiêu ngàn năm bị sóng đánh cát bồi, nên ngày nay người ta thấy những đụn cát trắng nõn phò phò in trên mặt biển. Bờ biển xa xa tận ngoài khơi rồi bị sóng vỗ cát bồi dần dần bao chung quanh những hòn núi, nên bây giờ năm ngọn núi đều nằm trong đất liền. Chung quanh Ngũ Đài Sơn bao bọc bởi cát trắng, chiều dài chừng 20 km, ở giữa nhô lên cụm núi như bàn tay năm ngón úp lại. Do trí tưởng tượng của người Việt Nam qua cốt truyện Tây Du của Ngô Thừa Ân và giải thích sự cấu tạo ngũ hành sơn bằng câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh mang lốt khỉ nhờ tu luyện lâu năm thành người, có phép thần thông biến hóa phi thường nên trở thành kiêu mạn, dám khinh khi cả Ngọc Hoàng Thượng Đế để tranh ngôi. Phật Bà Quan Âm đọc được tâm trạng nên chặn hỏi Tề Thiên Đại Thánh: người có phép thần thông như thế nào mà dám tranh ngôi với Ngọc Hoàng? Ta có phép lạ thiên biến vạn hóa, như không bao giờ già chết, nhảy một bước vượt 10.800 dặm. Tề Thiên trả lời một mạch: thế nếu nhà ngươi nhảy qua khỏi bàn tay ta thì ngươi có quyền tranh ngôi với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tề Thiên Đại Thánh lấy thế liền nhảy qua bàn tay của Phật Quan Âm, nhưng không vượt qua khỏi, bị ngài chụp lại. Năm ngón tay thành năm quả núi giam nhốt Tề Thiên vào trong. Ngài khắc vào chòm núi câu thần chú Án Ma Ni Bát Di Hồng để Tề Thiên Đại Thánh không thoát khỏi được. 500 năm sau, Đường Tam Tạng sang Thiên Trúc tức Ấn Độ thỉnh kinh Phật. Lúc đi ngang qua đó nghe tiếng kêu than của Đại Thánh, mới xin với Phật Quan Âm cho phép Đường Tam Tạng xóa câu chú ở chòm núi. Từ đó Tề Thiên Đại Thánh được thoát ra khỏi núi và theo hầu ngài Tam Tạng qua Ấn Độ thỉnh kinh. Do sự tích trên mà Ngũ Hành Sơn còn có tên là Ngũ Chỉ Sơn, núi năm ngón tay, hay Ma Bổ Mau Tần như người Tây Phương hay gọi. Nhờ nước quỷ thoát rời hỏa ngục, Tôn Ngộ Không phải phục Phật Đà, đã dùng ngũ chỉ bắt tà cho non ngũ đảnh đè mà im hơi. Nay Tam Tạng sang chơi Đông Độ, đi dạo ngang qua chỗ ngũ hành, Ngộ Không cầu khẩn Thất Thanh nhờ thầy cứu độ tâm thành nguyện tu. Thơ Văn Phong, Thi Đàn Minh Phụng. Ngũ Hành Sơn theo người Chiêm Thành giải thích như sau: một vị ẩn sĩ sống giữa bãi cát, một hôm ngạc nhiên thấy nữ thần Naga đem cho một quả trứng. Quả trứng ấy do thần Kim Quy canh giữ từ phía đông Đà Nẵng để trừ ma quỷ quấy phá. Thần Kim Quy cho ông lão ẩn sĩ một cái móng, quả trứng trở thành to lớn, kỳ dị, làm cho ông lão sợ. Thế rồi một hôm sau một giấc ngủ say, ông lão tỉnh dậy thì thấy một thiếu nữ từ quả trứng nở ra. Cái vỏ trứng trở thành những trái núi, tức là Ngũ Hành Sơn. Lão ẩn sĩ và thiếu nữ giúp đỡ rất nhiều dân chúng trong vùng, như là bố thí cho người nghèo, chữa bệnh cho người đau, che chở dân lành khỏi bị cướp phá. Vua Tràm nghe được câu chuyện ấy, sai quan đến hỏi thiếu nữ làm vợ. Từ đó lão ẩn sĩ cưỡi Kim Quy biến mất lên trời.
Cũng chuyện tích ngũ hành sơn mà mỗi tác giả thuật một khác, với nhiều chi tiết hấp dẫn ly kỳ hơn. Tương truyền lúc bàn cổ sơ khai, thế giới chia ra 4 đại bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Cu Lô Châu. Ngoài biển Đông Thắng Thần Châu có một nước tên là Ngao Lai Quốc. Giữa biển có một hòn núi gọi là Hoa Quả Sơn. Trên ngọn núi có một viên tiên thạch. Nhờ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt lâu ngày, thông được linh tánh, nên sau sanh ra một trứng đá. Trứng đó theo gió lớn lên, trở nên một thạch hầu có đủ tứ chi và ngũ quan. Thạch hầu tập chạy nhảy tới lui, đói ăn trái cây rừng, khát uống nước suối. Lại tụ tập một bầy khỉ nhỏ đến chiếm cứ Thủy Liêm Động, tự xưng là Mỹ Hầu Vương, vô cùng đắc ý. Ở như vậy được 400-500 năm, Mỹ Hầu Vương nhận thấy kiếp sống hữu hạn, nên sanh lòng buồn bực, bèn quyết chí rời Hoa Quả Sơn, tâm tiên học đạo trường sanh. Đi mãi như vậy trên 10 năm, Mỹ Hầu Vương gặp một sư tổ, bằng lòng thâu nhận làm học trò, đặt cho họ Tôn, pháp danh là Ngộ Không. Tôn Ngộ Không theo thầy học đạo 10 năm, chẳng những võ nghệ cao cường mà pháp thuật cũng tinh thông, dành 72 phép biến hóa, lê giỏi cân đầu vân, nhảy một nhảy xa 10,000,000 dặm. Nhờ đó, khi về Hoa Quả Sơn, uy phong của Hầu Vương càng thêm lừng lẫy. Chỉ tiếc còn thiếu một món binh khí cầm tay cho xứng sức. Vì vậy Mỹ Hầu Vương thẳng ra Đông Hải, xuống tận cung Long Vương để mượn binh khí tùy thân. Long Vương giận lẫy, chỉ cây trụ đồng giữa biển Đông bảo nhổ đem về xài. Nguyên cây trụ đồng này dài đến 2 trượng, lớn hơn 1 vừng, nặng 13,500 cân. Biết biến lớn nhỏ tùy ý muốn, nên gọi là Như Ý Kim Cô Bổng. Hầu Vương được Kim Cô Bổng chẳng khác hùm thêm vây, thành thế càng thêm to lớn. Ngày kia Hầu Vương đang ngồi ăn uống ca sang cùng bầy khỉ nhỏ, xảy đâu có sai dịch của Diêm Vương nơi cõi u minh đến bắt. Hầu Vương cả giận, mang Kim Cô Bổng đánh dốc đến Sum La Điện. Thập điện Diêm Vương kinh hồn, chạy tuốt về tâu đầu đuôi tự sự với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng chẳng biết làm sao, đành nghe lời Thái Bạch Kim Tinh sắc phong Ngộ Không làm Bật Mã Hôn, cho lại nhậm chức trên thiên đình. Hầu Vương vốn quỷ quái, không bao lâu hiểu được Bật Mã Hôn là chức hèn, bèn nổi giận bỏ cõi trời về Hoa Quả Sơn, dựng cờ làm phản, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, ý nói mình ngang hàng với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sai thiên binh thiên tướng đánh dẹp cũng không xuể, bất đắc dĩ phải phong Hầu Vương chức Tề Thiên Đại Thánh như ý muốn. Trên thiên đình, mỗi năm đều có đại hội bàn đào, mời khắp chư tiên các nơi về phó hội. Kỳ đại hội năm ấy không mời Tề Thiên Đại Thánh, Đại Thánh nổi giận, lén nhập đào viên trộm đào ăn gần sạch, còn bày mưu khiến các tiên dự yến tuốt qua cùng đầu xuất của Thái Thượng Lão Quân, trộm linh đơn ăn đã thèm, rồi trốn về Hoa Quả Sơn. Ngọc Hoàng cả giận, sai thiên tướng kéo binh xuống bắt Tề Thiên, nhưng đánh không lại, rốt cuộc phải nhờ Thái Thượng Lão Quân đến lừa thế bắt được, đem về nhốt trong lò bát quái, nổi lửa định đốt cho ra cho bụi. Không ngờ Tề Thiên tinh ý, núp vào hướng trên gió không có lửa nên vẫn an toàn. Đúng 49 ngày, Thái Thượng Lão Quân đinh đinh khỉ đột đá tiêu ra trò, bèn mở cửa lò toàn lấy thuốc. Tề Thiên thừa cơ hội nhảy ra làm sập cả một góc lò, mang thiết bảng đại náo thiên cung. Ngọc Hoàng phải nhờ Phật Tổ Như Lai đến dùng kế mới bắt được Tề Thiên trấn dưới ngũ hành sơn, dặn phải chờ 500 năm sau sẽ có một vị cao tăng từ Đông Độ qua Tây Trúc thỉnh kinh đến thả ra, nên theo bảo hộ người ấy, đới tội lập công. Vị cao tăng ấy chính là Ngài Đường Huyền Trang,
vâng chiếu chỉ vua Đường Thái Tông. Ngài được vua phong làm ngự đệ, thay vì họ Trần lại được đổi sang họ vua, cải pháp danh là Tam Tạng sang Tây Trúc Thỉnh Kinh Phật. Đi đến Ngũ Hành Sơn, Đường Tăng gặp hầu vương lâu nay bị đè dưới núi, hết lời năn nỉ nên động lòng từ bi, bèn trèo lên đỉnh gỡ bùa thả ra, nhận làm đồ đệ, đặt pháp danh là Hành Giả, đem theo bảo hộ cho mình. Trích sách Thú Xem Chuyện Tàu của Vương Hồng Sển do nhà xuất bản Xuân Thu năm 1989. Tích chuyện xưa thực hư ra sao không rõ, người ta chỉ biết cảnh chính Ngũ Hành Sơn đẹp tự nhiên, vô cùng thanh tú, thu hút không biết bao nhiêu du khách hàng năm. Năm hòn núi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Sơn đứng chụm sát gần nhau, mà từ trên cao nhìn xuống trông giống hệt bàn tay úp xuống. Từ huyền thoại Tích Thạch Hầu đến núi Ngũ Chỉ Sơn là cả một khoảng thời gian dài, gần 1.000 năm. Câu chuyện vượt cả không gian và thời gian, từ cung trời đến nhân gian, và rồi từ Trung Quốc tới Việt Nam. Chuyện ngài Huyền Trang sang Tây Trúc Ấn Độ Thỉnh Kinh Phật vào thế kỷ thứ 7, cách đây hơn 13 thế kỷ là sự thật. Lịch sử còn ràng ràng đó. Mây Nước Thanh Bình của chính tác giả. Đi vào thời cận đại, lịch sử Ngũ Hành Sơn mới có chùa hơn 300 năm nay. Tổ khai sơn chùa Linh Ứng là ngài Pháp Tràng, tự Quang Chánh hiệu Bửu Đài, là đệ tử của thiền sư Thiệt Hội Viên Quang, thuộc thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh. Vào đời vua Lê Hiển Tông khoảng 1760, ngài đến núi Ngũ Hành Sơn lập một thảo am lấy tên là Dưỡng Trơn Am để nương náu tu hành. Sau một thời gian, ngài rời thảo am đến trước động Tàng Trơn và đổi tên thành Dưỡng Trơn Đường. Sau khi trùng tu Dưỡng Trơn Đường lại đổi thành Ứng Trơn. Vào thời vua Khải Định 1916-1925, chùa Ứng Trơn lại đổi thành Linh Ứng cho đến ngày nay. Long Vị thờ tại tổ đình Linh Ứng của lịch đại tổ sư qua các đời như sau. 1. Dưỡng Trơn Đường Thượng Sa Môn hiệu Bửu Đài, tự Quang Chánh, Húy Pháp Tràng, đại thiền sư, đời 36. 2. Ứng Trơn Trụ Trì, đời 37, ngài Tiên Trực Trơn Như. 3. Linh Ứng tự Tăng Cang, đời 38, ngài Ấn Diệu tổ truyền. 4. Linh Ứng tự Trụ Trì, đời 39, ngài Ấn Lang tổ huệ tự trí. 5. Linh Ứng tự Trụ Trì, đời 40, ngài Hải Nghiêm Phước Nghi. 6. Linh Ứng tự Trụ Trì, đời 40, ngài Trơn Thụy Đạo Cúc Hưng Long. 7. Linh Ứng tự Trụ Trì, đời 41, ngài Như Thông Giác Minh Tôn Nguyên. 8. Linh Ứng tự Trụ Trì, đời 42, Hòa Thượng Thị Năng Chí Hữu hiệu Hương Sơn, từ 1957 đến 1975. Từ năm 1976 tới nay, do Hòa Thượng Thiện Nguyện pháp danh Đồng Nguyên, pháp tự Bảo Tịnh, là đệ tử Hòa Thượng Thích Chí Hữu đời thứ 43, trụ trì tổ đình Linh Ứng. Cảnh trí chùa Linh Ứng nói riêng và Ngũ Hành Sơn nói chung ngày nay đã thay đổi khá nhiều. Thầy Thiện Nguyện có công sửa sang tu bổ, làm cho cảnh quan chùa này ngày càng xinh đẹp, nhất là ngôi bảo tháp 12 tầng nằm dưới chân núi hướng phía đông, làm cho cảnh Già Lam càng tăng thêm vẻ đẹp hơn trước. Vì được xuất gia từ nhỏ, đâu còn để chõm nơi ngôi cổ tự Linh Ứng này, được học hỏi dưới sự dìu dắt của bổn sư, tôi còn lưu nhiều kỷ niệm khó quên, nhất là với các huynh đệ đồng môn như Thanh An, Thanh Tịnh, Thông Hải, Thông Quang, Thông Chánh, Thông Nghĩa, Giải Thiện, Hoàng Khai, Thông Luận, Bửu Huệ, Thiện Ân, vân vân. Riêng tôi còn một ước nguyện biến chốn tổ đình Linh Ứng trở thành một trung tâm đào tạo tăng tài
như thời thập niên 50-60, ngài còn ân sư hòa thượng Thích Chí Hữu. Ngài giáo dưỡng liên tiếp nhiều khóa, mà khóa của chúng tôi là khóa đầu tiên, 1957. Nay sau 56 năm, còn được Hòa Thượng Thanh An, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Bảo Lạc, Úc Châu. Lớp sau có Thượng Tọa Thiện Nguyện và Thanh Thế, Việt Nam. Điều ước nguyện của tôi mong thành hiện thật để phục hồi lại chốn tổ như trước. Sắc tứ linh ứng tự. Theo như sử liệu ghi lại rằng, vào đời nhà Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1780, có một vị ẩn sĩ đến tu tại động Tàng Trơn. Sau thời gian ngài xây cất một am tranh để hiệu là Dưỡng Trơn Am. Do sự tinh tấn tu hành, sau một thời gian ngài đích thân tự xây cất một nhà gỗ lập bằng tranh lá ở trước động Tàng Trơn để hiệu là Dưỡng Trơn Đường. Qua thời gian ở núi non tu niệm, bấy giờ đất nước xảy ra việc tranh chấp giữa nhà Nguyễn với Tây Sơn đánh nhau. Lúc bấy giờ Nguyễn Phúc Ánh đến núi Ngũ Hành, thấy cảnh trí kỳ quan hùng vĩ, sơn kỳ thủy tú. Vì thế khi Gia Long phục quốc, bèn ra lệnh lập chùa tại Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam. Lúc đó Dưỡng Trơn Đường được cải hiệu là Ngự Chế Ưng Trơn Tự. Phải kể đó là do công phu tu trì miên mật và bàn tay kiến thiết của Hòa Thượng Quang Chánh hiệu Bửu Đại. Chính Bửu Đại Đại Sư là người đầu tiên khai sơn chùa Linh Ứng, bắt đầu từ đời Lê Cảnh Hưng, hậu bán thế kỷ 18, đến nhà Nguyễn Gia Long 1802-1819. Chùa Ứng Trơn diễn tiến từ một thảo am thành ngôi cổ tự đồ sộ nguy nga, phụng thờ Tam Bảo. Kể từ thời vua Minh Mạng 1820-1840, thừa kế tư tưởng của vua cha, vua Minh Mạng bắt đầu khởi công xây cất những chùa chiền từ Huế đến Quảng Nam. Đặc biệt, vua lưu ý đến ngôi chùa Ứng Trơn, thay mái tranh vách ván bằng mái ngói tường gạch chắc chắn quy mô. Lúc bấy giờ chưa có đường lên núi, muốn xây chùa trên núi, triều đình phải chỉ định công binh từ Huế đến tận nơi quan sát tiến hành làm đường. Sau khi đường xá làm xong, người ta bắt đầu chuyên chở vật liệu lên xây cất chùa Ứng Trơn bằng tường gạch mái ngói. Lịch sử kiến thiết xây dựng ngôi cổ sát Ứng Trơn này, như ngày nay người ta còn tìm thấy những dấu tích lưu lại, như những tấm biển sơn son thiếp vàng, những hoành phi chạm trổ công phu của thời xưa còn lại đây. Chẳng hạn Minh Mạng Hoàng đế chế ngự Ứng Trơn Tự, Minh Mạng Tam Niên tạo Ngự Chế Ứng Trơn Tự. Người ta không rõ Ứng Trơn Tự đổi thành Linh Ứng Tự từ hồi nào. Có lẽ vì lý do phạm húy chữ Trơn của Hoàng Triều nên Linh Ứng Tự có từ thời vua Thành Thái, như bảng sắc tứ còn lưu truyền. Linh Ứng Tự Thành Thái Tam Niên, bắt đầu từ đó người ta mới hay gọi là chùa Linh Ứng Non Nước, có nghĩa là ứng nghiệm và linh thiêng. Thế là ngôi quốc tự Linh Ứng được nhiều người biết đến từ đó đến nay. Viết theo lịch sử Ngũ Hành Sơn chùa Non Nước của Hòa Thượng Hương Sơn. Danh lam cổ sát. Chùa Linh Ứng nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc Ngũ Hành Sơn, xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang, nay thuộc quận Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng về hướng đông khoảng 8 km. Chùa Linh Ứng cùng với chùa Tam Thai là hai ngôi quốc tự đẹp và nổi tiếng bậc nhất ở Đà Nẵng. Chùa Linh Ứng mặt hướng ra biển Đông, bên phải là Vọng Hải Đài, Quan Âm Các. Xung quanh cây cối tùm bao phủ, tạo nên vẻ u linh cho hang động Tàng Trơn nằm sát phía sau chánh điện. Cảnh trí vừa hùng vĩ vừa huyền ảo của bao sắc màu biển núi, đã là nơi dừng chân của nhiều đời vua quan
và bao tao nhân mà khách. Trải qua nhiều lần trùng tu, chùa Linh Ứng hiện nay đã vô cùng đẹp đẽ với những tác phẩm điêu khắc chạm trổ tinh vi bằng chính đá non nước và đồ sành sứ dưới bàn tay nghệ thuật của các nghệ nhân đất Quảng. Cùng với những hang động xung quanh Ngũ Hành Sơn với cảnh núi non hùng vĩ giao hòa cùng tiếng sóng biển rì rào quanh năm suốt tháng, chùa Linh Ứng là một danh lam thắng cảnh góp phần xứng đáng cho nền văn hóa Phật giáo ở miền Trung. Theo Việt Nam danh lam cổ tự Võ Văn Tường, danh lam thường đi chung với thắng cảnh nhằm chỉ ngôi chùa danh tiếng có cảnh trí hữu tình thu hút nhiều du khách tham quan vãng cảnh. Ngôi danh lam thường nằm trên đỉnh núi nên đi kèm theo cảnh đẹp thiên nhiên tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Riêng từ cổ sát cũng ám chỉ cho ngôi chùa nữa, nhưng không phải là ngôi chùa tầm thường. Chùa rộng lớn mang tính cách hùng vĩ, lệ cổ kính, nằm ẩn mình nơi núi cao rừng vắng và lâu đời, nơi đào tạo các bậc nhân tài cho Phật giáo hoặc chốn thờ tự linh nghiệm trải qua nhiều thế hệ. Từ cổ sát có lẽ gần với chữ Vihara tiếng Phạn, chỉ chốn thiền môn nghiêm tịnh, nơi chúng lý tu hành, đầu tư cộng hạnh, tuệ trí để xây dựng hiện tại và tương lai Phật Pháp. Việt Nam danh lam thắng cảnh. Theo sư cụ Hương Sơn, tác giả lịch sử Ngũ Hành Sơn, viết về chùa Linh Ứng như thế này: Quốc tự Linh Ứng xây dựng tại thắng cảnh Thủy Sơn. Mặt tiền của chùa hướng về phương đông, trông ra phía trước là biển Thái Bình Dương. Bên hữu là vọng Hải Đài, bên tả là động U Cốc. Mặt sau lưng chùa là động Tàng Trơn. Chung quanh chùa trước là cửa Tam Quan. Hai bên là nhà tổ, giảng đường, nhà khách, thiền đường và nhà bếp. Khi người bước vào cổng Tam Quan, phóng tầm mắt thấy từ bắc sang nam một dãy nhà nguy nga trải dài và các ngọn núi Thủy Sơn trớn trở bao phủ kín chung quanh, trông thật là hùng vĩ, như là một thi nhân đã tức cảnh thành bài thơ Thất Ngôn Bát Cú. Cảm đề: như thêu như dệt cảnh thần tình, Linh Ứng chùa này lắm vẻ xinh, vọng Hải Đài kia gương vĩ đại, vân nham động nọ dấu uy linh, thành cao cảnh tượng hồn non nước, màu nhuộm lam tuyền tiếng kệ kinh, đâu đó xa gần đều hướng vọng, ánh vàng lan tỏa khắp quần sinh. Thích Thiện Chí, 29 tháng 9 năm 1955, Ất Mùi. Vì ngôi chùa nổi tiếng như thế, lại có nhiều hang động uy linh làm say lòng bao khách tục, với am viện ẩn tàng và thăng sĩ mật hạnh ẩn hiện nơi đây sớm chiều với non nước xanh biếc giữa chốn giả lam thanh tịnh. Đạo sĩ chờ ta với hải hồ, ta chờ đạo sĩ lãng hư vô. Hôm nay trăng tạnh đồi cao, gót giày đạo sĩ ra vào thiền quan. Tấm lòng rộng quá không gian, gió mưa bao ngại cơ hàn xá chi. Tháng ngày theo gót từ bi, cầu mong đắc đạo cứu vì chúng sanh. Vô Danh. Cảnh quan đẹp như thu hồn du khách, nên từ đời vua Minh Mạng, người ta đã lưu tâm đến thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. Và quanh năm, người ta đi chùa non nước lễ bái cầu nguyện, thăm viếng các hang động. Và do vậy mà từ đây ngôi Linh Ứng tự trở thành nơi tín ngưỡng đặc biệt với lượng người lễ bái quanh năm và khói hương bốn mùa quyện tỏa. Úy chà chà núi cao, trèo lên thử thế nào, chùa vua thầy chúc tụng, cửa Phật chúng ra vào, chuông trống vang lừng núi, đèn đuốc dạng tợ sao, của tiền làm thế ấy, công đức biết dường bao. Thơ Hòa Thượng Phúc Hậu. Đề cập tới vãng cảnh chùa non nước, tưởng cần nhắc qua đường cấp lên núi theo hai con đường.
đường đầu tiên lên chùa Tam Thai rộng 4 mét với 156 bậc cấp, và đường thứ hai lên chùa Linh Ứng ở về phía biển có 108 cấp lên tới cổng Tam Quan để vào xem các động Tàng Trơn, Vân Thông, Giếng Tiên, Vọng Hải Đài và ngắm nhìn xa xa phía chân trời góc biển. Thật là cảnh non nước hữu tình. Di sản văn hóa quốc gia. Lúc tu tại chùa Linh Ứng non nước, tôi thấy có bảng đề di sản văn hóa quốc gia, cổ tích liệt hạng. Như vậy, trải qua hơn 200 năm trở lại đây, ngôi cổ tự Tam Thai và Linh Ứng tại Ngũ Hành Sơn không những là ngôi danh lam thuần túy mà còn là di sản văn hóa của Quảng Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung. Như nhìn sang khía cạnh kinh tế, nếu ta biết khai thác đúng mức nơi thắng tích Ngũ Hành Sơn là điểm thu hút du khách nước ngoài rất nhiều, và như thế Việt Nam hẳn thu được nguồn ngoại tệ khá, làm phong phú cho sự phát triển quốc gia. Thế nhưng chỉ có thế để biết đâu trở thành bất lợi cho việc đào tạo tăng tài cho Phật giáo Việt Nam, như các thế hệ thầy tổ đã đóng góp vào sự trường tồn của Phật Pháp. Trong hiện tại, theo cái nhìn của tôi về nơi chốn tổ Tam Thai và Linh Ứng, hầu như chúng ta thiếu quan tâm đặc biệt nên mất cả hai mặt du lịch và giáo dục. Vì nếu được mặt này lại mất mặt khác, nên theo thiền ý, quý vị có chức quyền đừng nên khai thác thu lợi, lập hàng quán bát nháo thiếu trật tự, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên nơi di sản văn hóa của Việt Nam. Mặt khác, phải có vị tăng ưu tư tiền đồ đạo pháp thực tâm đứng ra cổ suý tái lập lại học viện giáo dục tăng sinh, đào tạo nhân tài cho Phật giáo nước nhà, ngõ hầu phát huy đạo pháp, xây dựng con người Việt Nam về lâu dài. Hãy trả lại cái gì của Linh Ứng cho Linh Ứng, để cùng nhau bảo tồn di sản văn hóa mà tiền nhân đã để lại, nên đàn hậu bối không thể làm khác được. Ngõ hầu tài bồi phần nào trong muôn một giá trị truyền thống của dân tộc. Ngũ Hành Sơn là biểu tượng cho văn hóa Việt Nam, nơi cổ kính, danh lam thắng tích, địa thế cảnh trí sơn kỳ thủy tú như thế, đã làm nổi bật nền văn hóa của dân tộc thêm phong phú. Vì thế khi người ta biết đến cảnh Ngũ Hành Sơn, nhiều người tới lui thăm viếng, là người ta đã có ý lo bảo vệ thắng cảnh, chùa viện, di tích Phật giáo. Thần giáo kỹ lưỡng để gìn giữ được vị thế di sản văn hóa đúng nghĩa. Lịch sử Ngũ Hành Sơn. Non nước thời nay. Ngũ Hành Sơn ngày nay không còn giống như xưa nữa. Lối kiến trúc tháp đường, tịnh viện tuy có bề thế sang trọng đó, nhưng lại mất đi vẻ cổ kính lâu đời mà có chen lẫn cái tâm trần của kẻ tục, nên không được tôn nghiêm thuần khiết. Mỗi năm tại Ngũ Hành Sơn lại tổ chức lễ hội Quan Âm vào ngày 19 tháng 2 âm lịch, quy tụ hàng chục ngàn người về đây ngoạn cảnh vui chơi. Từ 10 năm nay, nghe đâu ngày lễ hội Quan Âm do chùa Quan Âm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mỗi năm càng to lớn và hoành tráng. Việc làm này bề mặt như có vẻ màu mè tô điểm cho Phật giáo, song kỳ thật đó cũng chỉ là nhãn hiệu người ta mượn oai thần Phật để trục lợi mà không gì khác hơn. Đến nỗi có lời phản ánh phát biểu tại lễ hội Quan Âm như báo động rằng gần đây người vãn cảnh ngày một thêm tấp nập, nhưng trong hàng du khách có một số thiếu tinh thần xây dựng nên trốn giả làm thánh địa, vì thế mất dần ý nghĩa thiêng liêng. Đến nay thì hầu như chỉ còn là một chốn non nước hữu tình dành cho du khách nhàn du, giải trí. Bài cảm niệm ngày lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, không để tên tác giả. Ngũ Hành Sơn từ triều vua Minh Mạng trở đi còn được dân chúng trong vùng gọi là núi Cẩm Thạch, Ma Bồ Mau Tần, vì tại đây có rất nhiều đá cẩm thạch rất đẹp. Bài danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, tác giả Hoài Phương, có đoạn viết: ngày xưa Ngũ Hành Sơn là những núi đảo thuộc Nam Hải,
lâu ngày bị cát bồi lấp dần trên bờ biển. Ngũ hành sơn gồm kim sơn phía tây, thổ sơn ở giữa, thủy sơn đông bắc, mộc sơn đông nam và hỏa sơn ở cách nhau chừng vài ba cây số. Thật ra có hai ngọn núi là âm hỏa sơn và dương hỏa sơn. Tùy theo thời tiết, màu sắc các nơi này thay đổi chuyển từ màu lục sang lục đậm hoặc xám hay đen. Trong các núi, thổ sơn là nơi thấp nhất, kim sơn là ngọn núi nhỏ nhất. Núi này chạy dài từ đông sang tây, đầu hướng về tây bắc đâm thẳng ra Trường Giang. Tại bến sông này có xây một bến đỏ gọi là bến Ngự, vì là nơi thuyền nhà vua thường cập bến ở đây mỗi khi viếng ngũ hành sơn. Núi lớn nhất và đẹp nhất là Thủy Sơn. Tại đây có nhiều chùa và động thạch nhũ thật đẹp. Với một diện tích 15 mẫu tây, Thủy Sơn trải dài từ đông sang tây với ba núi sắp theo hình các sao tam thai. Tại trên đỉnh núi có chùa Tam Thai và chùa Linh Ứng. Hai chùa này thông thương với nhau qua con đường quanh co dẫn qua các động Tàng Trơn, Vân Thông, Vân Nguyệt, qua các trạm Vọng Hải Đài, Vọng Giang Đài. Chùa Linh Ứng mặt tiền hướng ra biển Nam Hải. Dưới chân núi, gần lối thang cấp dẫn lên, có ngôi bảo tháp 12 tầng, cao 15 mét, làm tăng thêm vẻ đẹp chốn thiền môn thanh tịnh này. Chùa Tam Thai hay chùa Non Nước được dựng ở phía tây Thủy Sơn, nơi một vùng rất kỳ tú trang nghiêm. Từ chùa Tam Thai đi thẳng về phía tây, ngang qua Vọng Giang Đài để đến tháp Phổ Đồng và chùa Tử Tâm. Tháp Phổ Đồng được xây bằng gạch xưa của Chiêm Thành và đá cẩm thạch. Chùa Tử Tâm là nơi Đức Địa Tạng cùng những người quá vãng không kẻ kế tự được thọ phượng. Tại chùa cũng có thờ liệt vị tiên đế các đời Đinh, Lý, Trần, Lê. Hoài Hương. Đặc biệt cạnh chùa Tam Thai có động huyền không, trông thật là kỳ bí. Quang cảnh ánh sáng huyền ảo soi vào đá hoa, vách đá trong động, nên khách viếng thăm có cảm tưởng như mình đang lạc vào tiên cảnh. Nơi lối vào phía trước hang động có đôi thạch nhũ, nước chảy rì rả, âm thanh tí tách. Nước trong veo như giếng tiên, nên du khách có thể lấy đem về dùng tùy thích. Do cảnh đẹp thần tiên như vậy nên có nhiều văn nhân thi sĩ cảm tác nên thành vần điệu ca tụng cảnh thiên nhiên hữu tình này. Bạch thạch huỳnh sa túy tác đôi, thông thông uất uất khí dài tai. Thiên quang vân ảnh tinh lâm động, hải sắc giang dung hiếu thượng đài. Tình cảnh chi ung tiên mạc chú, thành du hoàn hữu xứ trà lai. Truy tu trở giá miền tiền sử, để ý thân tâm tại thu hồi. Trương Quan Dần, danh thần triều Nguyện. Dịch nghĩa: đá vàng cát trắng khéo xây nên, nghi ngút điện giả bốc khói thiêng. Tia sáng bóng mây soi thấu động, màu sông sắc biển sớm lênh đênh. Màu tiên cảnh vắng đành xa tục, thuyền sứ thành qua lại đậu bến. Trở giá chuyện xưa ngồi nhớ lại, lòng thành kẻ dưới thấu bề trên. Chí sĩ Minh Viên, Huỳnh Thúc Kháng dịch. Nơi di tích chùa Linh Ứng nay còn hai cặp câu đối như sau: cổ tự tăng nhàn thường dĩ yên hà vi bản lữ, thâm sơn cấu thế chỉ bằng thảo mộc ký xuân thu. Nghĩa: thầy tăng chùa cổ thường vui đùa với thú nước mây, đời dớm núi sâu mượn cỏ cây làm bạn tháng ngày. Và mộ cổ thần trung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách, chiêu kinh tịch kệ hoán hồi trần thế mộng mê nhơn. Nghĩa: trương sớm mó chiều thức tỉnh khách danh lợi đa tình, sáng kinh tối kệ dục gọi người mộng tỉnh cơn mê. Thích Bảo Lạc dịch: cảnh đẹp tự nhiên đẹp, không thể dùng ngôn ngữ hay ngòi bút diễn tả hết được.
Nhưng dù sao đi nữa, thi nhân cũng là người đa cảm, nên tôi tạm mượn mấy vần thơ tóm lược những điều vừa nêu trên. Nghe nói hành sơn cảnh tuyệt vời, có trần dạo bước thử xem chơi. Năm hòn chót vót, cây chen đá, bốn mặt mênh mông nước lộn trời. Bãi cát trắng phau cơn gió bụi, chòm rêu xanh ngắt bóng trăng khơi. Ngự thi nét bút còn như vẽ, dâu bể bao phen đã đổi đời. Nữ sĩ Ngọc Anh. Cảnh đẹp cũng làm cho nhà chi sĩ cao hứng đối cảnh sanh tình qua bài thơ Thất Ngôn Đường Luật. Ngộ nhập hồng trần chấp ngũ niên, bồng lai hồi thủ tứ mang nhiên. Như kim đáo đắp tàng trơn động, tạo thạch chiêm hoa lễ chúng tiên. Linh ứng đài cao ẩn thúy vi, tàng trơn động cổ thạch đài y. Thu phong độc ý tùng quan vọng, bất kiến thiên nhai hải hạc phi. Ẩm bái tùng giao tọa thúy vi, tiên ông tằng thử tức trần kỳ. Cổ nhân tung tích quân hưu vấn, nhất phiến nhàn vân vạn lý phi. Nguyễn Thượng Hiền. Dịch nghĩa: 20 năm lẻ xuống trần gian, ngoảnh lại bồng lai gẫm dở giang. Kia động tàng trơn nay được đến, dâng hoa quét đá lễ tiền bàn. Linh ứng đền xây giữa núi sâu, tàng trơn động cổ đá thưa rêu. Gió thu tựa cửa tùng quan ngắm, hạc biển bay mà chả thấy đâu. Non cao mấy chén rượu tùng say, xa tục tiên ông ở chốn này. Tung tích người xưa thôi chớ hỏi, cho mây muôn dặm tự do bay. Huỳnh Thúc Kháng dịch. Và tôi cũng phụ họa mấy câu cho vui lòng độc giả. Mái chùa che chở hồn thiêng, trẻ già trai gái đồng nguyện tiến tu. Sớm chiều kinh kệ công phu, xây đời an lạc đắp bù gia công. Quả sinh tu đạo nhân chồng, tương lai bồi đắp cha ông đạo nhà. Mái chùa đầm ấm thiết tha, cháu con giữ lấy món quà tâm linh. Đời Vân Thủy. Hai vầng nhật nguyệt sáng tỏa mười phương. À ơi, năm bảy mà thương chưa tròn, người thân đưa tay vẫy gọi, tiễn người đi lưu kỷ niệm khó quên. Hành trang Sông Thu. Gieo nhân phải chọn giống tốt hột lành mới tươi cảnh xanh ngọt. Thân cảnh lá xanh tươi tốt, dĩ nhiên kết quả sẽ tương xứng, không phải uổng phí công lao. Buổi ban đầu sơ tâm học đạo, những việc làm sai quấy lệch lạc, thầy không la dạy của phạt, là để uốn nắn thân non cho già năm tháng. Người đệ tử phải biết tự chế, khắc phục sửa sai, để sau này khi ra làm việc đạo mới đi vào khuôn phép mẫu mực, xứng đáng là mô phạm. Đời sống tăng sinh như cánh chim ngàn muôn phương, tụ hội về một nơi, chung thầy, chung chúng, chung trường, chung cùng chí hướng. Sống trong một đại gia đình có tôn ti trật tự, trên dưới trong ngoài, đâu ra đó hẳn oi. Cái cao rộng mênh mông của mấy nước lưu chuyển tự do trong trời đất, cũng như là gót chân người tăng sĩ đi lại tự tại trong khắp bốn phương trời. Lúc xa thật xa, mà khi gần cũng thật gần đời sống. Như mây vờn trên đỉnh núi, nước xoáy trên gành non. Lời tựa mây nước thanh bình, pháp bảo ấn hành, năm 1995. Như lời Tổ Quy Sơn Linh Hữu thiền sư dạy người xuất gia: phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quần, dụng báo tứ ân, bà tế tam hữu, bước chân dạo khắp muôn phương, thân tâm khác tục đạo thường rồi trao, ưa mầm Phật chủng dài lâu, quân ma nhiếp phục hồi đầu quy y, dứt sạch ba cõi phiền si, bốn ân đền đáp kiên trì quyết tâm. Thích Bảo Lạc dịch. Đó là sự hành hoạt và trí nguyện của người tu học đạo xuất thế, sống theo hạnh viễn ly. Khi khất thực như Đức Phật và tăng đoàn hồi Phật còn tại thế, mỗi ngày ăn một bữa,
nơi gốc cây ngủ một lần để không bị vướng chấp vào nơi đâu. Thật là cao đẹp, một lý tưởng sáng ngời của hàng đệ tử xuất gia như thế. Thế nhưng đời sống của con người ngày càng khó khăn phức tạp, cái ăn cái mặc gắn liền theo cuộc mưu sinh để tồn tại, nên hàng đệ tử cũng nguyện chuyển tùy nghi phương tiện, như ta thấy Phật giáo Đại Thừa ngày nay. Như trăm sông đổ về biển, dù theo phương tiện nào, nhưng lý tưởng của người tu vẫn phải kiên trì phấn đấu diệt trừ quân ma, đã đến giải thoát rốt ráo. Chỉ có một vị giải thoát an lạc. Vì giải thoát không chỉ tìm cầu trong hiện tại, mà còn qua lại chốn nhân thiên để hội đủ nhân duyên hướng về Phật đạo. Đời vẫn thủy một bình ba áo, kiếp ta bà muôn dặm cô thân, bước du phương giáo hóa xa gần, tay quán chúng điều hành nội ngoại. Hòa thượng Huyền Quang. Hay: gót đạo sĩ bốn phương trời dạo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi với bình bát cả xa, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ. Hoặc: một mình dạo khắp ta bà, ô bình bát pháp mọi nhà xin ăn, chỉ vì sanh tử đảo điên, xuân thu giáo hóa, gieo duyên độ đời. Xuôi về phương Nam. Sự nghiệp của nhà sư gồm ba pháp y và một chiếc bình bát. Y pháp nuôi pháp thân, bình bát nuôi sắc thân. Cả thân tâm đều ở trong môi trường thích hợp để học đạo, tu tập vào hoằng đạo mà người xuất gia theo truyền thống nào cũng phải vâng giữ mới tròn tâm nguyện thực hành hạnh xuất thế. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tự sự, giáo hóa độ xuân thu. Bài thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt chỉ gói ghém trong 20 chữ mà hàm chứa ý nghĩa cao xa, sâu rộng, đủ diễn tả công hạnh tu trì, hóa độ của hành giả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau vẫn như nguyên vẹn. Cứ mỗi lần câu hội vào những dịp lễ lạc, bút giả thích được nghe tán bài này với giọng cao vút, đệm theo tiếng tang linh nhịp nhàng, như đưa tâm hồn ta vào cõi an nhiên siêu thoát. Đời sống của một tăng sinh. Sau bao nhiêu năm lê gót chân từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, tôi đã có dịp sống, tu học, hành đạo ở nhiều chùa viện tại thôn quê cũng như thành thị, tiếp xúc đủ hạng người của mọi miền đất nước, cũng như thưởng thức đủ các món chay tịnh đặc sản của từng nơi. Ngồi ôn lại mới thấy mình đủ phước phần, nên chưa đến nỗi chìm trong cảnh áo vũ cơ hàn, như câu chuyện của một em bé lang thang đêm trời đông, không nơi nương tựa, đói sách, lạnh buốt cô thân và lạnh cả tình người. Từ năm 1959, tôi đã vào đất Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông, nơi mà hơn 300 năm trước Chúa Nguyễn Hoàng đã mở rộng bờ cõi cho đất nước Việt Nam, chạy dài từ ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mau như hiện nay. Đầu tiên nhờ sự giới thiệu gửi gắm của thầy Thị Thành, Hạnh Từ, tôi vào ở chùa Hưng Long số 298, đường Minh Mạng, quận 10, Sài Gòn. Chủ trì chùa lúc đó là Thượng Tọa Bảo Đảnh Như Trạch Giải Anh. Tánh ngài rất hiền hậu, từ tốn, dễ dãi, đặc biệt là rất thương chúng. Đến năm 1960, Thượng Tọa Như Vinh giải quảng pháp ý kế tục chủ trì chùa Hưng Long đời thứ ba, cũng có tâm rộng rãi đối với chúng như bào huynh vậy. Chùa lúc bấy giờ đã xây thêm tăng xá kế giếng nước, nên chúng tôi đỡ phải lây lất ngủ trong kiều điện. Chùa lúc bấy giờ đã xây thêm tăng xá kế giếng nước, nên chúng tôi đỡ phải lấy lất ngủ trong điều kiện kham nhẫn như các thầy trước đó từ miền Trung vào ở để đi học, như thầy Hạnh Từ, thầy Trơn Phát. Ở đây không có lớp học, tôi phải dùng xe đạp đi tới chùa Giác Xanh ở đường Lê Đại Hành nối dài với trường đua ngựa Phú Thọ. Đoạn đường dài độ 15 km
tôi đạp xe đạp mỗi ngày hai bận đi về, tốn khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Cứ sáng đạp xe đi và chiều đạp xe về, như vậy được một năm. Tới năm 1960, nhà trường tổ chức thi xếp lớp, tôi được trúng tuyển nên đổi về học nội trú tại Hội Lưỡng Xuyên Phật Học, Trà Vinh. Hội Lưỡng Xuyên là ngôi trường Phật học đầu tiên tại miền Nam, do các ngài Khánh Hòa, Huệ Quang, Khánh Anh, Pháp Hải thành lập năm 1934, do Hòa Thượng Khánh Hòa làm Pháp Sư, tức Giáo Thọ. Các vị Thiện Hòa, Hành Trụ Thiện Hoa, Huệ Hưng là những thăng sinh theo học khóa đầu tiên vào năm 1935. Một mặt hội lo đào tạo tăng tài để cung ứng nhân sự điều hành các Phật sự tương lai. Mặt khác, các vị trong ban sáng lập còn chủ trương xuất bản tạp chí Duy Tâm để truyền bá Phật Pháp bằng chữ quốc ngữ. Lúc đó chánh hội trưởng là ông Huỳnh Thái Cửu, Hòa Thượng Khánh Hòa, làm Pháp Sư kiêm Tổng Lý của hội. Hòa Thượng có tầm nhìn xa thấy rộng nên vạch rõ sự cần thiết phải thành lập giáo hội, xuất bản tạp chí và kiến tạo Phật học đường là ba Phật sự hàng đầu để chấn hưng và phát triển nền Phật giáo nước nhà lúc bấy giờ. Lực bất tòng tâm. Với sự cố gắng của ngài và các pháp lữ trong việc quản trị và giáo dục Phật học đường, nhưng chiến tranh xảy ra, Lưỡng Xuyên Phật học hội và Phật học đường phải ngưng hoạt động. Chúng tăng ly tán mỗi người một ngả. Quân đội Pháp chiếm đóng cơ sở Phật học hội. Phật giáo lại một lần nữa ngộ nạn, nhưng chưa tử nạn. Hiệp định Geneva ký kết năm 1954, người Pháp ra đi, trả lại độc lập cho Việt Nam. Một phong trào hòa bình và thống nhất đất nước được thành lập. Hòa Thượng Huệ Quang lúc đó là Pháp chủ Giáo hội Tăng giả Việt Nam, cùng với giới trí thức Phật tử tích cực vận động tăng ni và tín đồ Phật giáo hưởng ứng. Lưỡng Xuyên Phật học đường tái hoạt động từ năm 1957 cho tới ngày lớp chúng tôi rời về đây là khóa thứ 3, từ năm 1960 đến năm 1963. Lúc này chánh hội trưởng là ông Huyện Luôn, giám viện là Thượng tọa Minh Thông. Sau nửa khóa thay thế Thượng tọa Liễu Minh chăm lo về chương trình trung đẳng Phật học. Chương trình học 3 năm, lớp chúng tôi có 21 tăng sinh như Thông Quang, Như Toàn, Thanh Tịnh, Nguyên Tịnh, Đức Viên, Bửu Lợi, tôi, tức Bảo Lạc. Ghi lại những hoài niệm thân thương của thời còn mải đụng trên ghế nhà trường bằng những dòng chữ chân thành. Với tôi, đây là một nơi thật lý tưởng để học Phật mà mãi tới ngày nay, hơn nửa thế kỷ, như còn lưu lại bao nhiêu kỷ niệm của tình người với trái ngọt rau ngon, canh thơm cơm dẻo, người dân hiền hòa, cảnh vật hữu tình, và nhất là những người Phật tử chân thành, hết lòng lo cho đạo, nuôi lớn tăng sinh chúng tôi trong hoàn cảnh đất nước nghèo nàn kinh tế, như bác sĩ Nguyễn Văn Khỏe, ông Huyện Luôn, chánh hội trưởng, bà Tư Phán, cô Sáu, vân vân. Và còn nhiều vị nữa tôi quên tên. Những vị hộ pháp ân nhân này của Phật học đường Lưỡng Xuyên nay đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tôi tin chắc với cái nhân lành của họ, quý vị ấy vẫn đang trở lại hành hoạt đâu đây. Ngồi trong lớp học tại đây, tôi liên tưởng tới chư tôn Hòa Thượng Huệ Quang, Khánh Hòa, Khánh Anh, Pháp Hải, nối gót theo phong trào Phật giáo do Thái Hư Đại Sư bên Trung Hoa cổ suý. Quý ngài muốn thành lập Phật học viện và thư xã. Vì nghĩ ân đức các bậc thầy tổ đã từng dày công gây dựng nên phong trào học Phật và nở rộ thành các Phật học viện cho anh em tăng sinh có đất dụng võ sau này. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Ngoài các bậc ân sư Đà Na Thí Chủ cũng đóng góp rất nhiều trong việc đào tạo tăng tài, về mặt ngoại hộ cũng quan trọng không kém. Nhờ những vị Phật tử đạo tâm thuần thành cho chúng tôi có được một đời sống vật chất ổn định.
tại vì nơi đây chúng tôi hưởng được nhiều mặt thuận lợi về tinh thần lẫn vật chất. Về tinh thần, lớp học được giáo hội trung ương nâng đỡ như những đứa con ruột, nên tăng sinh chúng tôi cảm thấy an tâm và hãnh diện. Vì trên đã có các bậc thầy lo liệu, giữa có ban giám đốc và ban giáo thọ trực tiếp chăm sóc dạy dỗ, dưới có ban bảo trợ Phật học viện chu toàn bốn sự cúng dường, thức ăn, đồ mặc, chỗ ở, thuốc men đầy đủ. Có thể nói được rằng đời sống vật chất ở đây rất sung mãn, tăng sinh được ăn ngon, bữa nào nhìn vào bàn ăn cũng có đủ bốn món cơm canh, món xào, món kho hay rau sống hoặc rau luộc thay đổi bữa. Buổi trưa có giờ nghỉ ngơi, tức ngủ lấy sức từ 13 tới 14:30, ngủ dậy lại được bồi dưỡng món chè thơm ngon nóng hổi mà chúng tôi không hề quên được. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, nay cũng không tìm lại được cảnh sum họp vui vầy như thuở nào của thời học tăng tại Phật học đường Lưỡng Xuyên. Lớp người trước nay đã ra đi gần hết, và theo như chỗ tôi biết, chỉ còn lại Hòa Thượng Liễu Minh. Từ hơn 3 thập niên qua, Ngài nương náu nơi một ngôi chùa tại Mỹ Tho. Hẳn tuổi thọ Ngài năm nay cũng ngoài 80, không rõ sức khỏe ra sao. Lớp huynh đệ chúng tôi, hầu như sau những biến cố lịch sử của Phật giáo Việt Nam năm 1963 và năm 1975, đã cởi áo tu và trở lại đời sống như người Phật tử, và còn một số đã về hậu Phật. Mỗi người đều có cộng nghiệp và biệt nghiệp để theo, chúng ta không thể nói cùng được. Điều tâm sự ở đây, nhờ phước có tu, tôi luôn được hồng ân tam bảo che chở, thoát qua bao nhiêu hiểm nạn. Bệnh thập tử nhất sanh lúc nhỏ, sắc dục lôi cuốn rồi cũng buông, danh vọng không đủ sức thuyết phục được nhà tu nghệ sĩ tánh này. Cũng nhờ những biến cố thử thách trong đời hằn sâu nơi tâm tư tôi mới tồn tại được như hôm nay. Xin cảm ơn tất cả những ai trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hoặc hữu thể, tạo cho tôi những cơn thử lửa kia, được bình an trong cõi tịnh độ để hỗ trợ cho nhau đi chọn hành trình đạt đến giải thoát từ đời này và kiếp khác. Cao trào tranh đấu của Phật giáo Việt Nam lên đến cao điểm là sau mùa lễ Phật đản vào tháng 5 năm 1963. Lớp học của chúng tôi được Giáo hội Trung ương rút về Sài Gòn từ tháng 6 năm 1963 để tăng sinh tiếp sức vào công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo do Hòa Thượng Tâm Châu làm chủ tịch. Huynh đệ chúng tôi phải tạm tá túc ở chùa Quang Minh gần cổng xe lửa số 6 Phú Nhuận, Gia Định, do Hòa Thượng Tài Quang chú trì. Vì là ngôi chùa tư do bà Sáu chủ hộ nên mọi việc không đơn giản và dễ dàng, làm cho tăng sinh có phần hơi nản. Tuy nhiên chúng tôi tự nghĩ nơi tạm dừng chân như trạm nghỉ lấy sức, có gì phải bận tâm cho mệt chi. Tại chùa Quang Minh, chúng tôi đa phần đều ra ngoài học theo chương trình thế pháp, chờ ngày thi vô Phật học viện Huệ Nghiêm. Cuối tuần chúng tôi tham gia tranh đấu đòi tự do tôn giáo. Sau cuộc tự thiêu hùng tráng của Hòa Thượng Quảng Đức vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, tức ngày 20 tháng 4 Nhuận Quý Mão, phong trào đấu tranh của Phật giáo dâng lên như vũ bão. Công an mật vụ của chế độ ông Diệm theo dõi, lùng bắt tăng ni biểu tình phản đối chính quyền đàn áp Phật giáo. Để khỏi bị theo dõi, chúng tôi cải trang thành những người thường len lỏi vào trong quần chúng, phân phát tài liệu của Ủy ban Liên phái kêu gọi đình công bãi thị. Có khi chúng tôi bị công an rượt chạy thục mạng. Vào tháng 7 năm 1963, không nhớ rõ ngày, tôi bị cảnh sát đô thành Sài Gòn đuổi rượt tại Bến Thành, định tóm bắt tống lên xe trở về đồn cảnh sát. Hai viên cảnh sát nắm giật chiếc y của tôi đang mặc. Túng quá, tôi bỏ y chạy thoát thân. Nếu không lành lẹ, đã bị tóm gọn cho vào ngồi nhà đá rồi.
Thế nhưng vì nghiệp chung, tôi đã bị bắt trong cuộc tấn công chùa Xá Lợi vào đêm 20 tháng 8 năm 1963 cùng với các nhà lãnh đạo Phật giáo lúc đó. Trong số có Thượng tọa Chí Quang. Cảnh sát đủ các ngành và quân đội ồ ạt tiến vào chùa như là một trận xung kích. Sau một hồi lục soát, họ bắt tất cả tăng ni và Phật tử tranh đấu đang ở tại chùa Xá Lợi, dẫn ra sắp hàng trước đường bảo viện thanh quan. Sau đó họ cho riêng tăng ni lên 10 chiếc xe thùng và chở đi trong đêm tối. Xe chạy độ một tiếng đồng hồ là tới nơi. Lúc được thả xuống xe, chúng tôi mới nhận ra đó là khu an dưỡng địa, nơi mà tôi sắp thi nhập học. Họ giam lỏng độ 400 tăng ni ở đó trong 3 ngày, rồi được lệnh cảnh sát chở hết chúng tôi về trung tâm cải huấn thanh thiếu niên tại Thủ Đức và giam giữ tại đó cho tới sau ngày cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 1963 thành công. Tưởng cần nói rõ, ngày 20 tháng 8 năm 1963 là ngày mà chính phủ ông Diệm có kế hoạch tấn công nước lũ vào chùa chiền khắp trong toàn quốc, bắt sạch hết chư tăng, nhất là những vị nào hăng say tranh đấu chống chính quyền. Ở tù thời gian hơn 3 tháng, cũng giống thiên thu tại ngoại. Đếm tính, mới nghe thấm thía câu này của người nào đó đã nói rằng: chữ tù liền với chữ tu một vần. Biến cố kinh hoàng đêm ấy, đối với chư tăng ni nói riêng và toàn thể Phật giáo đồ nói chung, không thể nào quên được. Hòa thượng Thanh Cát, hiện chủ trì chùa Giác Minh tại Bắc Cali, Hoa Kỳ, có làm bài thơ ghi lại đêm lịch sử đầy bí thiết đó như sau. Đêm giông tố. Đêm lặng lẽ bốn phương trời xa vắng, ta ra đi thấp thoáng giữa canh trường. Ta ra đi hòa nhịp với gió sương, và đi vì lũ bạo quyền gian ác. Nguyện vì đạo thân này dù có thác, quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, cho toàn dân được hưởng hạnh phúc chung, và hậu thế khỏi cười chê hèn nhát. Lạy Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát, cứu giúp con cùng Phật tử tăng ni, cho ai nấy thoát khỏi lúc gian nguy, đều trở về hô Phật giáo bất diệt. Thích Thanh Cát, đêm 20 tháng 8 năm 1963. Sau khi ra tù, chúng tôi về chùa Ấn Quang, được quý thầy lớn, tăng ni và Phật tử đón mừng như những chiến sĩ thành công ca khúc khải hoàn, nên được nhiều ưu đãi. Sau vài ba hôm, chúng tôi trở lại chùa Quang Minh lo việc học hành tiếp tục. Tuy trước mắt lo giải quyết nơi ăn trốn ở cho xong, yêu sách trước đó đã được trình lên ban giám đốc, nhưng chúng tôi còn phải chờ đợi vì giáo hội bận lo nhiều việc, nên chưa có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, đúng mức, nhất là những đòi hỏi chính đáng của anh em tăng sinh chúng tôi. Có sự chậm trễ giải quyết mà lý do là công cuộc tranh đấu cho năm nguyện vọng của Phật giáo lúc đó chưa thành đạt. Giờ đây giáo hội mới đặc biệt lưu tâm tới số tăng ni trẻ đang theo học tại các Phật học viện đã bị gián đoạn trong thời gian qua. Vì tăng sinh là tương lai của Phật Pháp, mầm non của Phật giáo, nên giáo hội dành mọi ưu tiên trưởng dưỡng, tô điểm cho thành phần tăng trẻ. Chắc hẳn điều cấp thiết hàng đầu mà Phật giáo thời nào cũng vậy, không cứ chỉ riêng có thời điểm 1964. Hơn ai hết, giới lãnh đạo Phật giáo và những người biết nhìn xa thấy rộng đặt định cho tăng ni sinh một hướng đi vững chắc trong tương lai, được các bậc thầy chiếu cố nâng đỡ. Chúng tôi lại phải cố gắng học tập nhiều hơn để khỏi cô phụ ân đức cao dày của các ngài.